Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc. Tiếp tục clip giới thiệu máy cũ cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng 0355 356 356 có trên cái bảng mình nha anh em. Tất cả các máy bán ra thì anh em đều cọc trước cho mình cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc mình 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với mã số thì cao, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Tất cả các máy mình không có bao ship nha anh em cộng thêm phí ship. Cộng thêm cái phí ship tầm 30 tới 35 ngàn tiền ship tùy theo khu vực nha anh em. Rồi, không dài dòng ha, mình xin nhắc lại cái thủ tục của máy đầu tiên thôi. Ở clip hôm nay thì có máy đầu tiên là mình có còn con Wheeler này anh em. Con Wheeler này anh em nào cần thì alo nha. Máy thì ngồi hơi đẹp. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2007. Máy thì sườn này anh em, coi đây. Sườn vỏ đồ còn rất là đẹp nha. Đó, mình bán ở xa nên mình phải quay cho anh em coi rõ ràng ha. Kính thì còn da mới dán luôn. Keng không có vết xước. Đây, lưng đây, rất là đẹp. Đó, ngoại hình thì mình đã báo rồi nha. Con Wheeler này. Chức năng thì ok hết. Anh chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Máy rất là ok. Wi-Fi cũng như camera đều ok hết. Đó. Wi-Fi anh em thấy không? Camera này. Đó, nét đẹp. Rất nét nha. Rồi, nhanh gọn nha, 680k. 680k dành cho anh em lao động nha. Ok. Một con màu đen. Tiếp theo cho anh em làm con Reba Pro. Con này là con Reba Pro nha anh em, màn hình 5 inch. RAM 2 bộ nhớ 16. Pin 2004. Pin thì 2004 nha anh em. Vỏ thì có xuất sắc. Vỏ không có đẹp kìa anh em, có xuất sắc nha. Kính thì có ngoài vài cọng rìa rìa này, lông mèo rìa rìa. Đó, ngoại hình ok nha. Như clip mình quay rồi. Máy này, camera test thử cho anh em xem luôn. Đẹp nha anh em, nét đẹp. Reba Pro. Đó, wifi back luôn cho anh em xem này. Reba Pro để anh em giá 1.050.000 nha anh em. 1050. Kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Tiếp theo cho anh em là một con Nokia 6 nè. Đó, sườn này. Sườn có nhâm nhâm nhị nhị. Đó. Lưng đẹp này anh em. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Pin thì 3000 nha anh em. Đó, ngoại hình. Màn hình rất sắc nét nha. Nokia 6 RAM 332, ok. Con này giá 1390. 1390 kèm sạc giá lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo cho anh em làm con Ribey Rim. Ribey Pro Rim. Kính này. Kính không xước nha anh em. Kính không xước ha. Vỏ này. Vỏ thì cũng có mông những cái vết bạc bạc. Nó bạc bạc theo năm tháng sử dụng. Màn hình 5.5 inch. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 3003. À, ngoại hình thì như clip thôi nha anh em, kính đẹp nha. À, màn sáng đẹp cho anh em nào hoàng, màn rất ok. À, camera nét đẹp, wifi bắt mạnh nha. Ribey Pro Rim nha anh em, ok. Ribey Pro Rim, con này để em giá 1.600.000 nha, 1.600.000 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo mình còn con iPhone 6s ring nha anh em. iPhone 6s ring máy từ đầu tới đuôi nha anh em. Đó, máy này rất đẹp nha, tầm 98. Con đánh giá tầm 98, máy riêng nguyên. Đừng so sánh những máy xấu và có sửa chữa cũng như là thay vỏ nha anh em. Con này 16GB 6S riêng nguyên. Riêng nguyên bản luôn, từ đầu tới đuôi luôn. Chưa có hề đụng chạm một hết, máy quốc tế, chỉ việc bỏ sim vào là xài. Đó, 16GB. Sự quay kỹ cho anh em xem máy Mỹ nha, 16GB này. Vân tay vân chân đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết nha. Nói chung là máy quốc tế, anh em việc bỏ sim là xài không âu lo hết. Máy kèm sạc giá lực trước khi gửi tới cho anh em. Hủy cái vân tay đi, thử thôi. Kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ. Máy mọi chức năng full. Không có vấn đề hết, quốc tế. Bỏ sim là xài giá 2650. 2650 kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo cho anh em là một con A600 bản hàng. Màu gold. Vỏ đẹp tầm 97-98. Đó. Sườn này anh em. Sườn đẹp nha, có một hai cái vết trầy trầy thôi. Đó, ok.
A600 màn hình 5 inch 6, RAM 332, pin 3000, kính đẹp không có trời. Kính đẹp không trời nha anh em. Đang cập nhật phần mềm rồi. Đó, kính đẹp không có vết trời. Mà bản hàng này anh em. Bao full zin cho anh em nha. A600 con này để đem giá 1850. 185 kèm sạc nhân lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em nha. Tiếp theo cho anh em là con RI710 bản hàng. RI710 đánh giá tầm 97-98% vỏ ngoài này anh em. Đó, đẹp như thế này nha. Anh em cứ xin nhìn kỹ là biết. Kính này. Kính không có xước luôn này anh em. Sườn đẹp nha. Nói chung con này đẹp tầm 97-98%. RAM 216 màn hình 5.5 inch, pin thì 3003. Mọi chức năng ổn định hết cho anh em nha. Đó, nói chung là ok. Bán hàng xài rất ổn định nha anh em. RI710, con này để anh em giá 1550 kèm sạc nhân lực. 1550 kèm sạc nhân lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha, máy đẹp nha anh em. Tiếp theo là con A520 bản hàng. A520 bản hàng, con này là sườn đẹp nè anh em. Đó, sườn đẹp nha. Kính này, kính đại giác lực cho anh em này, không vết xước này. Lưng đẹp keng luôn này. Sườn có 1-2 vết trời nha anh em. Đây, có 1-2 vết trời xước. Không nói cho anh em biết luôn, rõ trong clip luôn. Còn máy thì nguyên riêng đẹp xài ok luôn. Đó, camera rồi các kiểu. Đẹp nét nha anh em. Wi-Fi bắt mạnh nha. A520. Con này để anh em giá 1850 luôn. 185 kèm sạc chất lực cho anh em đầy đủ luôn. Máy nói chung ngoại hình còn rất là ok, tầm 97-98 nha anh em. Ok. Tiếp theo cho anh em là một con A720. A720 bán hàng nha anh em. Đây, máy thì ngoại hình cũng còn ok luôn, đẹp. Kính không trời nha anh em. Kính không trời xước nha. Đó, rất đẹp nha anh em. Lưng này đẹp tầm 98 luôn con máy này. Tầm 97-98% là ok luôn. Sườn thì có xuất sắc. Trong góc sườn thì con nào cũng vậy, có xuất sắc như vậy. Màn hình con này là 657 anh em. RAM 332, pin 3600 nha. Pin cũng lớn anh em, 3600. Đó. Camera thì rõ nét nha. Đẹp cho anh em đàng hoàng. Wi-Fi back ok luôn. A720, con này để anh em giá 2.2 triệu. 2.2 triệu kèm sạc cũng như dán cơ lực cho anh em rồi. Ok, tiếp theo một con iPhone 7 Plus anh em. Màu trắng, vỏ xấu nha anh em, không có đẹp gan nha. Vỏ có tài xước xấu nha. Đây. Vỏ thì như clip mình quay luôn. iPhone 7 Ring. 32GB. 32GB vỏ xấu, không có đẹp gan. Kính này có rìa lông mèo vài cọng. Có vài cọng lông mèo. Vân tay vân chân đầy đủ, các kiểu là đủ hết, đầy đủ hết. Vân tay vân chân các kiểu đủ hết nha anh em. Đó, 32GB máy Mỹ. Rồi thì phải đúng chính xác máy Mỹ không? Trong anh em vừa tới không đúng mà. Rồi LL máy Mỹ nha anh em. Rồi, chức năng ok nha. Camera các kiểu được hết, rõ nét đẹp. 32GB iPhone 7 Plus màu trắng. Con này xả nhanh cho anh em luôn, giá 4.4 triệu. 4.4 triệu giá xả cho anh em nào cần thì lấy nha, vẫn hơi xấu. Anh em về thay thôi. Đó, còn xài thì bỏ xước bóp lưng xài là bình thường. Chả ảnh hưởng hết nha anh em. Giá 44. Kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ luôn. Tiếp theo một em Realme 5i màu xanh lá. Con này màu xanh lá, kính camera có nứt nhẹ. Bể ngay góc đây. Một góc nhẹ đó. Anh em nhìn kỹ thấy chưa? Anh em thấy chưa? Còn như vỏ thì đẹp tầm 93-94, vỏ đẹp. Mọi chức năng full zin. Đó, kính trước này đã dán cực lực lột rồi. Chứ không vết xước nha anh em. Không xước sát nha. Kính màn hình rất đẹp. Con này màn hình 5.5 inch, 6.5 inch, màn hình 6.5 inch nha anh em. RAM 332, pin 5000. Đó, nói chung là cực trâu bò. Cực trâu bò, một con máy ok luôn. Anh em nào cần thì hú nha. Màn sáng đẹp. Đó. Mình sẽ test camera cho anh em xem luôn. Camera thì bao nét luôn, bao rõ nét luôn. Bên ngoài nét hơn bên trong luôn anh em. Tiếp theo. Coi cho anh em qua cái wifi coi. Đó, wifi thì bao mạnh rồi. Giới thiệu điện thoại đâu. Đây. Realme 5i, RAM 332, chip Snapdragon 665. Cũng hơi bị mạnh đó anh em. Ok, Realme 5i con này để anh em giá 2.1 triệu nha.
2,1 triệu. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Vỏ thì mình đã quay như clip rồi, anh em có nhìn kỹ trước khi đặt máy nha. Ok, tiếp theo cho anh em là con Samsung A20 bản hàng, là con Quay 4 Galaxy Quay 4, màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Đó, lưng này anh em, lưng đẹp nha. Kính không trầy nha, kính không trầy xước, sườn đẹp, đánh giá tầm 97 máy này. Đó, con này sẽ test wifi cho anh em coi. Đây, giới thiệu điện thoại này, Galaxy Quay 4 này, mọi chức năng ok nha anh em. Wifi, các kiểu, camera, nét đẹp, ok. Galaxy Quay 4, tức là con Galaxy A20 anh em bán hàng. Để em giá 2,3 triệu nha, 2,3 triệu máy riêng, kẹp sạc nhắn lực cho anh em, máy đẹp như clip quay nha, không hề có xuất sắc gì nha anh em. Rồi, tiếp theo cho anh em là một con Tab 8 Mattel. Tab 8 máy mới, hàng thanh lý, mình có gom được 8-9 cây, cũng đã bán được một ít cho anh em rồi, còn được vài cây, anh em nào cần thì alo nha, máy mới luôn. Đây, 8 inch, rất rộng lớn, xem YouTube cho con nhỏ vô tư luôn anh em. Máy tính bảng, xem YouTube ok luôn nha, không hề lắc liếc gì nha, ok luôn, cho con em giải trí. Máy thì có kèm này, các em coi máy mới này, có kèm một cái bao da nha, một cái bao da cấp cáp sạc tay nghe đầy đủ, các kiểu đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết nha anh em. Đây là máy tính bảng Mattel máy mới, để anh em giá 1,190, 1,190,000. Đó, ship 30,000 nữa anh em, tầm 1,2 triệu là cả ship tới nhà anh em luôn. Ok nha, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào anh em, chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Chào cả nhà.